Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với Blockstar Ninja trong loạt bài hướng dẫn về Java cơ bản. Mình là Việt. Ở bài hôm nay mình sẽ đi vào giới thiệu cho các bạn một khái niệm rất quan trọng trong lập trình hướng đối tượng liên quan đến Java, đấy là khái niệm hàm khởi tạo hay là constructor. Thì ở mình nghĩ là sẽ khoảng hai tutorial, thì hai cái hướng dẫn này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về constructor. Phần đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là làm thế nào để sử dụng constructor một class, và phần thứ hai tutorial thứ hai thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn liên quan đến phần quan hệ thừa kế trong Java liên quan đến constructor. Thì constructor nó là gì? Constructor nó thì là hàm khởi tạo cái gì? Khởi tạo đấy là khởi tạo có thuộc tính cho nó. Thì trong quá trình chúng ta tạo một đối tượng chúng ta muốn khởi tạo hoặc là gán cho các cái thuộc tính của cái class đấy một cái việc gì đấy, hoặc là chúng ta làm một cái gì đấy cho nó, thì đấy gọi là hàm khởi tạo. Thì ở đây tôi đã tạo ra một cái unit là 39, tương ứng với lại bài số 39 của chúng ta. Sau đấy thì tôi sẽ tạo ra một cái class khác ngoài này để minh họa về cái đấy. Ví dụ như chúng ta tạo về một class gọi là box chẳng hạn, ví dụ như này, đơn giản thế này thôi. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ khai báo một cái thuộc tính private int, ví dụ size, ví dụ như này, private string, ví dụ như là color chẳng hạn, ví dụ thế, đúng không? Xong đấy chúng ta sẽ viết thêm hai phương thức. Phương thức đầu tiên, phương thức public void int đi, get size, ví dụ như này, chúng ta return về size, ví dụ này. Sau này chúng ta viết thêm một phương thức public nữa, string get color. Tất cả phương thức này lấy giá trị của nó, return color đây như này. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là nếu nếu mà tôi tạo một cái class box bình thường ấy, class như class bình thường, thì như các bạn đã biết là các thuộc tính của nó sẽ được gán giá trị mặc định, ví dụ size là int thì thành số 0, còn string là sẽ ra null. Ví dụ đây tôi sẽ viết một phương thức là public void static void main, ví dụ như này, string args, còn đấy là box b bằng new box, ví dụ như này. Thì lúc này tôi sẽ system.out.println như này, b chấm với lại get size của nó đây, chấm phẩy, thêm một cái nữa, ví dụ như đây là get color đúng không, như này. Thì lúc này chạy thì nó sẽ in ra các bạn giá trị, các bạn sẽ thấy là nó sẽ in ra giá trị là 0 và null. Thì bởi vì là nó size là số nguyên và color string, string là một object, object thì được khởi tạo giá trị mặc định là null. Thì là về về ý nghĩa của cái việc chúng ta khởi tạo mặc định. Thì ở đây các bạn sẽ thấy ở đây cái phương thức này, cái phương thức mà box bằng new box này, không tham số này, thì là cái phương thức hàm khởi tạo nó được thừa kế từ cái class thủy tổ là class object của Java, thì là hàm không tham số. Thí dụ để thay đổi thì bây giờ chúng ta làm như này. Ví dụ đầu tiên là chúng ta thừa kế nó, thừa kế ví dụ như public box như này, đúng không? Public box. Thì hôm nay size chúng ta đặt bằng 10. Nghĩa là color sẽ bằng, ví dụ như là bằng red chẳng hạn, thế. Thì hôm nay chúng ta in ra cái giá trị này. Thì nó sẽ in ra hai giá trị của nó đúng không? Tức là lúc này giá trị của size và red đã được khởi tạo, thì là đã được bằng 10, size và color đã bằng được khởi tạo bằng 10 và red. Thì lúc này các bạn sẽ hiểu ý nghĩa của constructor, tức là khi chúng ta muốn thay đổi các cái thuộc tính của một cái class thì chúng ta xây dựng cái hàm constructor cho nó. Ngoài ra, ngoài cái việc này thì chúng ta có thể gọi phương thức khác, ví dụ gọi một số phương thức ở đây, ví dụ như là gọi các phương thức ở đây, hoặc là chúng ta làm cái việc gì đấy, ví dụ đơn giản như này thôi, system chấm chấm out chấm bring line, ví dụ như này. Các bạn muốn làm một cái gì đấy tương tự như cái việc mà chúng ta in ra cái câu này chẳng hạn, thì đấy là một cái ý nghĩa của cái việc làm của chúng ta sử dụng hàm constructor. Tức là chúng ta làm bất cứ một cái việc gì mà chúng ta muốn, tức là cho cái quá trình khởi tạo của chúng ta, làm cho nó quá trình khi chúng ta tạo một đối tượng mới, ví dụ như đây, tức nó sẽ in ra cái giá trị này đúng không? Các bạn sẽ thấy in ra cái câu thông báo ở đây.
Tiếp đến là các bạn sẽ thấy đây là cái hàm khởi tạo không tham số. Thì bây giờ tôi viết một cái hàm khởi tạo có tham số box, ví dụ như này, int size và string color như này, thì z.size bằng với lại size, đâu nhỉ, z.color bằng color. Thì các bạn sẽ thấy đây hai cái phương thức khởi tạo này nó cùng tên, cùng một loại modifier nhưng khác danh sách tham số, và như thế là nó được gọi là cái gì nhỉ, các bạn nhớ không? Đấy là chính là overload. Thì ở đây chính là cái trường hợp overload cho hàm constructor của chúng ta. Thì hôm nay ở đây chúng ta thay cái này đi, B1 đi cho dễ nhớ, B1 đây, B1 đây. Thì bây giờ chúng ta box 2, B2 bằng new box. Chúng ta sử dụng hàm khởi tạo có tham số, ví dụ khởi tạo là 15 và tiếp đến là zero, ví dụ như này. Đúng không? Tương tự như cái trên thì chúng ta copy cái này và cho cái thằng B2. B2 đây. Thì hôm nay chúng ta in ra giá trị của nó, thực hiện cái việc chạy cái lệnh này. Thì các bạn sẽ thấy ở đây, thằng B2 có giá trị là 15 và zero khi chúng ta truyền vào giá trị cho chúng nó, tức là cho thằng B2 thì giá trị của nó sẽ là 15 và zero, nó không ăn theo cái thằng constructor không tham số nữa. Và bởi vì trong cái hàm constructor có không tham số thì nó có lệnh in ra, còn trong cái phương thức constructor có tham số thì không có cái lệnh in ra, nên thành ra nó sẽ là bị báo lỗi ở đây. À, nó sẽ không không in ra cái dòng start in xe hai lần mà chỉ có một lần duy nhất thôi. Ngoài ra trong trường hợp mà các bạn khai báo như này rồi, nếu mà các bạn sử dụng cái thằng này này, cái thằng tức là khi mà các bạn không khai báo một cái phương thức constructor nào cả thì nó sẽ được dụng cái thằng không khởi tạo mặc định không tham số. Nhưng khi các bạn đã viết một cái phương thức constructor có tham số rồi thì cái hàm phương thức constructor mà các bạn mà không viết ấy, ví dụ như này, tức các bạn chỉ viết cái phương thức constructor dành cho cái thằng box có size có color này, thì lúc này cái hàm khởi tạo không tham số của cái thằng 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 box này nó không còn tồn tại nữa, nó không được thừa kế nữa. Vì thế mà cái lệnh mà chúng ta làm như thế này nó sẽ bị báo lỗi. Thì đấy là về ý nghĩa. Thì bài bài tiếp theo khi quan hệ thừa kế thì mình sẽ thích kỹ hơn. Nhưng mà bây giờ các bạn sẽ nhớ là khi chúng ta sử dụng như này, sử dụng cái hàm khởi tạo không tham số, thì chúng ta cần phải khai báo khi chúng ta đã viết một cái phương thức khởi tạo không có tham số khác, thì nếu không nó sẽ gây ra lỗi. Thế về ý nghĩa thì hy vọng là qua bài này thì các bạn sẽ hiểu thêm về hàm constructor trong Java, cách sử dụng của nó và chúng ta thực hiện trong quá trình khởi tạo các đối tượng. Hẹn gặp lại các bạn ở bài hướng dẫn tiếp theo về hàm constructor. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.